Bảo Lộc, tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, đúng tháng 4 và tháng 5 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, đắc lộc ơn trên, gặp thời đổi vận, làm đâu chúng đó, tiền tỷ cầm tay, tậu ngay biệt thự, giàu có nhất vùng thiên hạ. Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Minh Đường Tử Vi, kính chúc quý vị mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, khi xem tử vi năm Giáp Thìn 2024, cô bác tuổi Mậu Thân có vận trình sáng vô cùng, khi được thiên tinh, phúc tinh trợ cho vận mệnh, gặp được nhiều may mắn trong cả năm. Tử vi chỉ nhắc nhở cô bác tuổi Mậu Thân một xíu, vì 2024 là một năm đẹp của mệnh chủ, đẹp trong việc mở ra một con đường mới, một cuộc hành trình mới, một lộ trình mới, cho truy cầu sự giàu sang phú quý, cho sự may mắn lộc lá sum xuê, cho sự phát tài thịnh vượng, gia đình sung túc ấm êm. Cho nên chút xíu ấy chính là sự chăm chỉ hơn, nỗ lực cố gắng hơn, cùng với việc quan tâm sức khỏe nhiều hơn để hậu vận sung sướng, an nhàn, phú túc, hưởng phúc bên con cháu. Và có hai tháng liên tiếp trong năm 2024 là thời điểm rực rỡ nhất của tuổi Mậu Thân. Đây là lúc trí tuệ có, thông thái đủ, thiên thời lắm, địa lợi nhiều, thần tài chiếu cố, quý nhân xuất hiện, chỉ đường dẫn lối cho làm ăn phát đạt, lộc trời liên tiếp đổ xuống đầu, khiến tiền bạc đầy kho, của cải đầy nhà, trả sạch nợ nần, đổi vận giàu sang. Vậy, cụ thể vận trình tử vi tuổi Mậu Thân 1968 trong hai tháng tới sẽ ra sao? May mắn nào sẽ đến với cô bác trong thời gian này? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 tháng 4 và tháng 5 âm lịch, gặp thời đổi vận, làm đâu chúng đó, tiền tỷ cầm tay, tậu ngay biệt thự, giàu có nhất vùng thiên hạ. Đầu tiên là sơ lược cuộc đời Mậu Thân 1968. Xem tử vi chọn đời cho thấy, người tuổi Thân mệnh Thổ, người sinh năm Mậu Thân tính tình lạc quan, vui vẻ, phóng khoáng, thoải mái, họ không ngại khó khăn, dũng cảm, đương đầu với mọi thử thách, trong cuộc đời không được phúc anh em gia đình trợ giúp, phải tự tay lập nghiệp, độc lập tự cường thì mới có thể thành công. Tiền vận có phần vất vả, nên học lấy một người để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, Thân Thổ có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định, nữ mệnh có phần cố chấp và ngang bướng. Thân Thổ là người tài năng, song áp lực công việc lớn lại phải chịu sự rèm pha từ những kẻ xung quanh, nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi, có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan bền chí thì mới đến được với thành công. Những người tuổi Mậu Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu, vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ thú vị xung quanh mình. Tuổi Mậu Thân giỏi trong cách giao tiếp ứng xử và thuyết phục người khác. Bởi vậy, họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui, nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán. Họ biết vận dụng ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh, giỏi giao tiếp với mọi người, dù là bề trên hay bề dưới, nên dễ ghi điểm cho mắt người đối diện ở ấn tượng đầu tiên. Bên cạnh đó, một mặt tích cực khác của con giáp này là sự tự tin. Đây cũng là chìa khóa giúp họ thành công trong nhiều mối quan hệ. Ngoài ra, người tuổi Mậu Thân dễ thích nghi với môi trường mới, nên hoàn cảnh nào cũng không làm khó được họ. Cuộc sống năng động của họ luôn xoay quanh những điều thú vị, mới mẻ, không bao giờ nhàm chán. Tuổi Mậu Thân truyền cảm hứng, sức sống dồi dào, mãnh liệt của mình cho những người thân xung quanh. Tuổi Mậu Thân tính tình cương trực, trí tuệ, minh mẫn, sáng lán, can đảm và mạnh mẽ, liều lĩnh, dũng mãnh khác thường. Họ dám nghĩ, dám làm, có lòng can đảm và mạnh mẽ. Sống nhiệt tình và sôi sục trong đời sống, họ là những người giàu tham vọng và sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu để đạt được tiềm năng mình muốn. Khi đối diện với khó khăn thử thách, tuổi Mậu Thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Với con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích vấn đề chính xác, nhạy bén, người tuổi Mậu Thân có thể dễ dàng đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực cuộc sống. Cũng bởi tấm lòng lương thiện, nhân hậu mà họ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Mỗi lúc khó khăn đều có quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Họ thích học hỏi, khám phá nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống, nhưng lại dễ sao động bị cuốn hút bởi những thứ độc đáo kỳ lạ. Bởi vậy, họ ít duy trì thói quen nào lâu dài, cũng ít kiên nhẫn với công việc của mình. Khi gặp chút rắc rối, trở ngại, tuổi Mậu Thân có xu hướng bỏ cuộc,
thay đổi đường đi của mình. Trong tình yêu, người tuổi Mậu Thân yêu nhiều và cũng có nhiều vệ tinh xoay quanh. Sự thân thiện, khéo ăn nói của họ thu hút nhiều người khác giới. Mậu Thân cũng rất nhạy cảm, vậy nên họ dễ dao động. Cho dù đang có người yêu, họ cũng ưa thích sự lãng mạn và muốn được đối phương chiều chuộng. Tóm lại, tuổi Mậu Thân là người có tâm địa tốt, khá hài hước và thích giúp đỡ mọi người, nên được nhiều người quý mến, nhất là người khác giới. Người tuổi Mậu Thân cũng là người khá nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội. Nếu biết kiềm chế hơn tính hiếu thắng và mạo hiểm, thì chắc chắn cuộc sống và sự nghiệp của họ sẽ gặp nhiều thuận lợi và thành công mỹ mãn, càng già càng giàu có, sống an nhàn đến hết đời. Xem tử vi cho thấy, bước sang năm mới 2024 Giáp Thìn sẽ là thời điểm may mắn và cát lành cho bản mệnh tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Trong cuộc sống của người tuổi Mậu Thân sẽ có nhiều tiến bộ đáng kể và mọi việc thuận lợi diễn ra như ý định. Vì thế, tuổi Mậu Thân có thể dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống hơn, yêu thương bản thân mình và thoải mái làm những việc mà bạn thích. Đặc biệt trong năm 2024 này, nam mệnh được sao Thủy Diệu chiếu, nữ mệnh được sao Mộc Đức chiếu, giúp đem lại nhiều cơ hội vận may hội tụ. Chỉ cần bản mệnh làm tốt công việc của mình, khiêm tốn giữ mình, thì công việc và tài lộc sẽ liên tiếp về tay. Về công việc, người tuổi Mậu Thân trong năm Giáp Thìn 2024 sẽ gặp khá nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh chỉ cần làm việc một cách nghiêm túc, không ngừng cố gắng, sẽ thu được kết quả xứng đáng. Bản tính vui vẻ, hòa đồng, giúp tuổi Thân xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Họ dễ dàng gây dựng được niềm tin ở những người xa lạ và nhận được sự giúp đỡ khi cần thiết. Thậm chí, bạn còn được cấp trên hoặc quý nhân định hướng, giới thiệu cho những cơ hội việc làm hoặc học tập quý giá để nâng cao trình độ kỹ năng của bản thân. Vận trình công danh, sự nghiệp của người tuổi Mậu Thân trong năm 2024 cũng được nhận định sẽ lên như diều gặp gió. Lời khuyên cho con giáp này là tự tin thể hiện quan điểm, năng lực cá nhân để tạo dấu ấn trước cấp trên, tập thể. Đặc biệt năm Giáp Thìn 2024 cũng sẽ chứng kiến nhiều điểm sáng về tài lộc của những chú khỉ. Khi bản mệnh là một trong những cái tên con giáp giỏi kiếm tiền, năm 2024 này dù cũng không ít lần chầy chật với những thách thức của cuộc sống, nhưng với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, con giáp này có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Giáp Thìn và đạt được thành công lớn, tài lộc theo đó ngày một dồi dào. Chính vì thế cuộc đời của những con giáp tuổi Mậu Thân vào năm 2024 sẽ như bước sang một trang mới, không còn những lo lắng về tiền bạc và trắc trở trong công việc. Vì vận trình của bạn sẽ suôn sẻ đến không ngờ, mọi khoản nợ vì thế cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng, thu nhập tăng theo cấp số nhân, vận may đến nên bạn cũng cần phải trân trọng kẻo tự đánh mất lợi thế. Minh Đường Tử Vi chỉ nhắc nhở bản mệnh một chút xíu trong mọi việc, dù gặp khó khăn cũng phải nhẫn nại và khéo léo hơn một chút. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo, thì may mắn có thể sẽ kéo dài đến tận cuối năm Giáp Thìn luôn đấy. Không chỉ có thể trả sạch nợ mà còn đổi đời đại gia, tiền tỷ cầm tay, mua nhà sắm xe sang, khiến ai ai cũng nổ mắt ghen tị vì sự thành công giàu có vượt bậc của bạn. Sau đây là luận giải chi tiết trên các phương diện, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của cô bác tuổi Mậu Thân trong tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Theo tử vi của 12 con giáp âm lịch chỉ ra rằng, xét về tổng thể vận trình của người tuổi Mậu Thân có nhiều sự tăng tiến tích cực trong 2 tháng này, song vẫn có nhiều tình huống phức tạp xảy ra, khiến bạn vất vả tìm cách xoay sở, mới kiểm soát được tình hình. Công việc được nhiều cát tinh che chở, quý nhân nhiều, chăm sự thuận lợi, sự nghiệp bước vào giai đoạn tiến triển ổn định, có cơ hội thăng tiến cao trong công việc, bản mệnh cần chủ động nắm bắt cơ hội của mình. Bên cạnh đó, các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Về tài lộc, trong 2 tháng 4 và 5 âm lịch, bản mệnh được quý nhân nhị hợp mang tới một vài mối làm ăn khá hời. Nếu có ý định đầu tư, cô bác tuổi Mậu Thân có thể triển khai trong tháng. Tuy nhiên, cần hết sức thận trọng khi hùn vốn đầu tư hay hợp tác làm ăn, kẻo có dấu hiệu lừa gạt tiền bạc, phát sinh tranh chấp nghiêm trọng. Vận trình tình cảm hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn, còn cái khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Vận đào hoa của người độc thân dần vượng phát, tình cảm lứa đôi có sự tiến triển rõ rệt. Nếu đã có mục tiêu, tuổi Mậu Thân nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá lớn. Nhìn chung, vận trình sức khỏe tháng này của người cầm tinh khỉ duy trì ở trạng thái bình ổn, không gặp trục trặc nào nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì thời tiết biến đổi thất thường, nên sức khỏe ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, có thể mắc một số chứng bệnh cảm vặt theo mùa.
đầu tiên là tử vi tháng 4 âm lịch. Xét phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Mậu Thân âm lịch nhận thấy, đường công danh sự nghiệp của tuổi này đang nhận được sự che chở của rất nhiều cát tinh, nên có thể gặp được nhiều cơ hội phát triển bất ngờ. Bên cạnh đó, các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Tháng có lục hợp quý nhân xuất hiện, lại có quý tinh chính quan chủ về công danh tương trợ. Đây là thời điểm rất thích hợp để con giáp này tập trung hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Quý nhân vận khởi vượng, mang tới cho con giáp tuổi Mậu Thân sự hậu thuẫn mạnh mẽ, trăm sự đều thuận. Những ai có ý định khởi nghiệp hay chuyển đổi công việc, nếu đã có sự chuẩn bị kỹ càng có thể tiến hành ngay trong tháng. Tranh thủ lúc vận khí đương lên, tỷ lệ thành công cũng cao hơn, có thể trong quá trình đó vẫn còn nhiều khó khăn, khiến bản mệnh đôi khi chùn bước, nhưng vạn sự khởi đầu nan, có trải qua gian nan mới được tôi luyện để thêm bản lĩnh. Đây cũng là tháng mà Mậu Thân có thiên đức cát tinh soi đường dẫn lối, hãy chủ động làm những gì cô bác mong muốn, miễn là chúng phù hợp với năng lực và cô bác đủ tự tin vào con đường mình sẽ chọn, dù ở bất cứ độ tuổi nào để bắt đầu vẫn chưa là quá muộn, miễn là cô bác thực sự quyết tâm và theo đuổi tới cùng. Nhiều hạng mục mới cũng sẽ được triển khai trong tháng, bản mệnh cũng sẽ được giao phó, đảm nhiệm phần việc quan trọng, được nhiều người nể phục. Những thu hoạch hiện tại đều do cô bác tự mình tích lũy từ rất lâu trở về trước, nên thành tựu vô cùng bền vững. Tuy nhiên, trong tháng xuất hiện hung tinh âm sát, mang điểm tiểu nhân quấy phá, dù nỗ lực hoàn thiện bản thân tới đâu, bản mệnh vẫn khó tránh những cạm bẫy bùa vây xung quanh. Có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng đố kỵ, tìm cách hãm hại, bản mệnh cũng không nên tin người thái quá, mọi việc tự lực cánh sinh sẽ tốt hơn. Hãy coi thách thức và khó khăn là cơ hội để rèn giũa bản lĩnh. Trong các tình huống phức tạp, có thể cô bác sẽ phải vất vả tìm cách xoay sở mới kiểm soát được tình hình, nhưng chỉ cần suy nghĩ linh hoạt thì rồi sẽ tìm ra hướng xử lý phù hợp nhất. Xét phương diện tài lộc, cùng với công việc thuận lợi, tài lộc của người tuổi Mậu Thân trong tháng 4 năm 2024 âm lịch này cũng vượng phát hơn hẳn. Người làm công ăn lương có cơ hội ký kết nhiều hợp đồng, nâng cao mức hoa hồng, tiền thưởng hoặc đề xuất tăng lương được chấp thuận. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán được quý nhân nhị hợp mang tới một vài mối làm ăn khá hời. Nếu có ý định đầu tư, bản mệnh có thể triển khai trong tháng. Các đơn hàng đều được giải quyết trôi chảy, công nợ thu về ổn định, tiền trong tài khoản tăng lên khá rõ. Cát thần này cũng sẽ giúp cô bác tìm kiếm đối tác thuận lợi hơn, nhưng để thuyết phục được đối phương, bản mệnh cũng sẽ phải tốn không ít công sức. Nếu cảm thấy việc mình làm là đúng, cô bác nên kiên trì theo đuổi, bỏ công bỏ sức ắt sẽ thu về thành quả xứng đáng, đừng bỏ cuộc giữa chừng kẻo phải hối tiếc. Tuy nhiên, hung tinh ám tàng cũng nhắc nhở Mậu Thân cần hết sức thận trọng khi hùn vốn đầu tư hay hợp tác làm ăn, kẻo có dấu hiệu lừa gạt tiền bạc, phát sinh tranh chấp nghiêm trọng. Trước khi tiến hành, bản mệnh cần dành nhiều thời gian tìm hiểu biến động của thị trường, đối tác hợp tác làm ăn, tránh bị lừa gạt. Bên cạnh đó, cô bác cũng cần lưu ý, tiền bạc kiếm được tuy nhiều, nhưng các khoản thu chi cũng lắm cho việc xã giao, tạo dựng mối quan hệ hay trang trải nhu cầu cuộc sống. Nếu không có kế hoạch quản lý tài chính phù hợp, cô bác sẽ khó mà tích lũy được, thậm chí còn xuất hiện tình trạng phá tài. Xét phương diện tình duyên, trong tháng mới, vận trình tình cảm của Mậu Thân khá lý tưởng, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Một vài xung đột từ trước đó giữa các thành viên trong gia đình kịp thời được hóa giải, trả lại không gian yên ấm, vui tươi cho ngôi nhà của bạn. Mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái cũng được cải thiện đáng kể. Vận đào hoa của người độc thân vượng phát, nhân duyên khác giới tốt đẹp, giúp bạn dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Nếu đã có mục tiêu, tuổi Thân nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá lớn. Dẫu vậy, Thân vẫn nên tiết chế bản thân trong cách thể hiện tình cảm. Đôi khi bạn hành xử khá tùy hứng mà không quan tâm tới cảm nhận của đối phương. Điều này dễ gây sứt mẻ mối quan hệ mới bắt đầu chưa lâu. Xét phương diện sức khỏe, tháng được lục hợp che chở, sức khỏe của tuổi Mậu Thân cũng khá lý tưởng, dồi dào cả về thể lực và tinh thần, không gặp trục trặc nào nghiêm trọng. Tinh thần thoải mái cũng là một trong những yếu tố quyết định tới sức khỏe của cô bác. Dù công việc có áp lực hay khó khăn bộn bể đến mấy, bản mệnh cũng đừng để nó ảnh hưởng tới lối sinh hoạt khoa học của mình. Tuy nhiên, vì thời tiết biến đổi thất thường, nên sức khỏe ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, có thể mắc một số chứng bệnh cảm vặt theo mùa. Ngoài việc chú ý chăm sóc tốt bản thân, bạn cũng nên dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của người thân trong gia đình.
nhất là người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Tiếp theo là tử vi tháng 5 âm lịch. Về sự nghiệp, xem tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch thấy rằng nhiều khó khăn, khúc mắc sẽ đến với người tuổi Mậu Thân trong tháng này, nhưng nguyên nhân chủ yếu lại đến từ chính bản thân bạn. Do sau bệnh chiếu mệnh, bản mệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không có ý muốn bắt tay vào bất cứ công việc gì. Sức khỏe suy giảm khiến bạn khó có thể tập trung vào nhiệm vụ, đầu óc bạn thường xuyên lơ đãng, nghĩ đến những việc tiêu cực, bi quan. Vì thế mà bạn dễ phạm phải những sai lầm không đáng quý, khiến lãnh đạo không hài lòng. Bên cạnh đó, con giáp này lại thường thu mình vào thế giới riêng, không chịu chủ động hợp tác với người khác, khiến các công việc vốn đã khó giải quyết lại càng trở nên rắc rối hơn. Nếu bạn không nhanh chóng sửa được tính xấu này, thì bạn sẽ rất khó chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, tháng này bạn vẫn nhận được ít nhiều tác động tích cực do cát tinh tả phù và nguyệt mã mang lại. Chỉ cần bạn sốc lại tinh thần, chịu cố gắng làm việc và nghĩ các giải pháp để giải quyết vấn đề trước mắt, thì cơ hội bứt phá vẫn là rất cao. Bạn càng chăm chỉ, chịu khó di chuyển, mạnh dạn thể hiện khả năng bao nhiêu, thì càng dễ đạt thành công bấy nhiêu. Về tài lộc, bước sang tháng 5, tình hình tài chính của người tuổi Mậu Thân khó có chuyển biến tích cực. Con giáp này cần phải chú ý trong các hoạt động chi tiêu cũng như đầu tư, nếu không dễ rơi vào cảnh trắng tay, phải vay mượn người khác. Thời điểm này, bạn không mấy tập trung vào sự nghiệp của mình, mà thường xuyên lơ đãng nên dễ chậm chân hơn so với đối thủ. Thậm chí khi cơ hội xuất hiện trước mắt, bạn cũng vì quá thờ ơ hoặc tự ti mà để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Sao thiên cầu cũng khiến bạn phải đối mặt với nhiều đối thủ đáng gờm trên thị trường. Hãy cẩn thận trước các chiêu trò lừa đảo của đối phương. Trước khi đưa ra quyết định gì thì cần kiểm chứng thông tin rõ ràng, chớ cả tin mà rơi vào bẫy. Tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Mậu Thân âm lịch thấy rằng tháng này sức khỏe suy giảm cũng khiến bản mệnh phải tốn thêm tiền khám chữa bệnh. Vì thế, hãy có cách chi tiêu hợp lý cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày, đồng thời luôn giữ một khoản dự phòng để đề phòng những sự cố bất ngờ có thể xảy ra. Muốn giảm bớt những tác hại mà hung tinh đem lại, tà phù và nguyệt mã khuyên bạn nên mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh và chú ý khi hành xử. Nếu bạn không gây thù chuốc oán với người khác, lại luôn cố gắng vì mục tiêu của mình, thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ phát hiện thấy ánh sáng cuối đường hầm. Về tình duyên, con giáp tuổi Mậu Thân cũng phải đối diện với nhiều chuyện buồn trên phương diện tình cảm. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng xa cách là một dấu hiệu đáng báo động mà bạn cần nhanh chóng tìm ra cách hóa giải ngay. Dù sống trong một nhà nhưng dường như bạn và người ấy lại ngày càng thiếu quan tâm đến nhau hơn. Ai cũng chỉ lo việc của mình, không quan tâm đến đối phương, nên các chủ đề nói chuyện ngày càng ít ỏi, thậm chí có người rơi vào cảnh đồng sàng dị mộng. Có thể thấy rằng đây là cơ hội rất tốt để những kẻ thứ ba có thể chen chân. Do đó, nếu vẫn còn quý trọng gia đình, quý trọng những điều mình đang có, thì bạn cần trò chuyện với người ấy ngay. Có thể giữa hai người chỉ đang tồn tại một khúc mắc cần được tháo gỡ mà thôi. Người độc thân chịu quá nhiều vất vả và mệt mỏi trong cuộc sống, nên bạn không còn muốn dành thời gian cho bất cứ người nào khác. Vì bạn đã khép cửa trái tim, nên dù có đối tượng chủ động đến làm quen, bạn cũng thường tìm cách từ chối ngay lập tức. Về sức khỏe, theo tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch chỉ ra rằng, dưới tác động của nguyệt lệnh lâm bệnh, tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Thân không được như trước. Bạn thường xuyên đau yếu, kém ăn kém ngủ, thiếu thời gian nghỉ ngơi khiến cơ thể suy nhược toàn diện. Có thể bạn sẽ không mắc phải những bệnh quá nặng trong tháng này, song suy nghĩ bi quan khiến cho bạn luôn cảm thấy ủ rũ và mệt mỏi. Bạn cần tìm ra động lực cho bản thân để thoát khỏi tình trạng này, chớ để bản thân chìm đắm trong những điều không nên. Nếu cảm thấy cơ thể không khỏe, bạn nên lập tức khám chữa ngay, chớ cố gắng chịu đựng kẻo bệnh tình ngày càng trở nặng. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy nhớ sinh hoạt điều độ, suy nghĩ lạc quan, vận động hợp lý để cải thiện sức khỏe. Vâng thưa quý vị, nội tâm trẻ trung sẽ vĩnh viễn không bao giờ già. Họ duy trì tâm trạng vui vẻ, hòa ái, sở thích trồng hoa, trồng cỏ, nghe nhạc, vẽ tranh, làm đồ thủ công mỹ nghệ. Ngày tháng trôi qua, tâm hồn họ như vườn cây đầy hoa cỏ, sự hồn nhiên, tươi tắn luôn ở bên. Con người khi về già cũng cần phải học cách thích nghi với sự cô đơn, như vậy mới có thể sống tự tại. Khi còn trẻ, họ luôn thích thú với những bữa tiệc ồn ào, sang trọng. Khi về già, họ lại muốn tận hưởng thời gian riêng tư của mình nhiều hơn. Họ muốn có nhiều không gian tĩnh tại cho tâm hồn. Có thể khi còn trẻ, bạn sẽ luôn quan tâm người khác nghĩ gì về mình,
luôn muốn lấy lòng mọi người khen ngợi, mà quên mất rằng người mà bạn nên lấy lòng nhất thực ra lại là chính mình. Có thể khi còn nhỏ, bạn luôn muốn dựa dẫm vào người khác, dựa dẫm vào cha mẹ và dựa dẫm vào người yêu, khi ở tuổi trung niên mà quên mất rằng họ cũng là những người cần tiếp thêm sức mạnh từ bạn. Khi về già, đối với những người thông tuệ, họ sẽ biết rõ ràng rằng mình nên dừng việc sống giả để lấy lòng người khác, học cách không ỷ lại vào người khác mà đánh mất chính mình. Mỗi người không thể cả đời sống phụ thuộc vào thiên hạ, cũng không nên vì để nhận được sự tán dương, công nhận từ người khác mà đánh mất đi bản tính tiên thiên của chính mình. Sống thoải mái là chính mình mới là cách sống thông minh nhất. Những người biết cách tận hưởng cuộc sống, họ sẽ biết cách từ bỏ những tương tác ngoài xã hội vốn dĩ không nên có, từ bỏ những cảm xúc dư thừa và luôn giữ cho mình một tâm hồn phong phú. Cho dù hiện tại họ không có nhiều tiền, quần áo sang trọng, nhưng họ vẫn luôn mỉm cười tận hưởng những ngày thi vị, biết tận hưởng cuộc sống, cho dù đôi khi nó không hoàn hảo, đó cũng là một loại trí tuệ sống. Tâm hồn tươi vui, thanh thản mới có thể không già nua theo năm tháng trôi qua, tâm lý dửng dưng lâu ngày sẽ không già. Con người khi về già kiên trì vận động cũng là một cách để sở hữu cơ thể trẻ trung và khỏe mạnh. Nếu bạn kiên trì tập thể dục, bạn có thể giữ cho mình sức khỏe, tinh thần lạc quan khiến cho bách bệnh không thể xâm nhập. Bất kể khi nào hay ở đâu, đừng quên rằng sức khỏe tốt là nền tảng của cuộc sống tươi đẹp. Về già với cơ thể khỏe mạnh, bạn sẽ không là gánh nặng cho con cái, không gây thêm phiền hà cho người bạn đời. Khi bạn có một cơ thể khỏe mạnh và một vóc dáng thon đẹp, đi đâu bạn cũng được khen là trẻ đẹp. Bởi vậy, hãy nhớ kiên trì rèn luyện thể dục, nụ cười là vẻ đẹp, sức khỏe là danh thiếp của chính bạn. Ai rồi cũng phải già đi, nhưng đừng quá sợ hãi và lo lắng. Hãy để bản thân cảm thấy thoải mái, giữ cho mình luôn tràn đầy năng lượng và luôn yêu thích những điều mới mẻ. Càng sống, con người ta càng phải trải qua nhiều cuộc phân ly, hợp tan. Vì vậy đừng sống trong ký ức, cũng đừng hoài tưởng về những điều hối tiếc đã từng phạm phải và đừng để bản thân mình đắm chìm với những chuyện không vui. Đặt tâm trí của bạn vào những điều hạnh phúc để sống một cuộc sống lành mạnh, không lưu tiếc quá khứ và sống từng phút giây ở hiện tại. Đó mới là cuộc sống lý tưởng chúng ta cần hướng đến. Quý cô bác tuổi Mậu Thân thân mến, ở độ tuổi gần 60, người khôn ngoan không nên quá hào phóng hai điều này với con cái, bởi sẽ gây ra những rắc rối không đáng có. 1. Tiền bạc. Là đấng sinh thành, cha mẹ luôn yêu thương và sẵn sàng làm những điều tốt nhất cho con cái. Ngay cả khi đã bước sang tuổi xế chiều, họ vẫn muốn để lại nhiều tiền bạc của cải, để thế hệ sau bớt vất vả. Tuy nhiên, có câu dạy con cách câu cá chứ đừng tặng cá cho con. Việc phụ huynh bỏ ra tiền bạc, công sức chỉ giải quyết được một phần vấn đề, chứ không phải là mấu chốt quyết định hạnh phúc trong cuộc đời của con cháu. Do đó trong vấn đề này, cha mẹ chỉ nên hỗ trợ chứ không nên thay con cái lo toan vấn đề tài chính. Nhiều người con khi được cha mẹ lo toan cho mọi thứ sẽ hình thành thái độ sống phụ thuộc, không muốn lao động mà trở nên lười biếng, thui chột ý chí phấn đấu. Chúng sống trong cảnh đủ đầy, biết mình có tiền tài, đôi khi không ý thức được sự vất vả của cha mẹ mà nảy sinh thói sống hoang phí, đua đòi, coi thường người yếu thế hơn. Nếu không biết kiểm soát chi tiêu thì rất dễ kéo theo nhiều tai họa. Không những thế, vì quen sống dựa dẫm vào người khác, nên khi những đứa con này không còn có bố mẹ che chở, giúp đỡ, sẽ khó tự lập và gặp nhiều thất bại khi đối mặt với sự khắc nghiệt của xã hội ngoài kia. Vậy mới thấy, cha mẹ quá nuông chiều, bao bọc con cái quá mức cũng không tốt, nhất là ở phương diện tiền bạc. Bên cạnh đó, khi về già, thay vì để lại hết tiền bạc cho con cái, cha mẹ cũng nên tiết kiệm cho riêng mình, chuẩn bị cho mình một khoản tài chính thật vững chắc. Còn cái khi lớn lên cũng sẽ có gia đình riêng, có không gian riêng, không thể luôn kề cận bên để chăm sóc. Lúc này, nếu chẳng may bạn đổ bệnh hay gặp chuyện cấp bách thì vẫn có thể tự lo liệu mà không cần đến con cái. Bởi vậy mới nói, người già có tài chính sẽ giống như cây cổ thụ luôn trụ vững giữa đời, dù cuộc sống có giông tố ra sao. Khoản tiền này vừa giúp chúng ta chẳng phải sống phụ thuộc vào con cháu, vừa khiến chúng ta làm chủ được cuộc sống của mình hơn. Có như vậy, những năm tháng sau này, bạn đỡ muộn phiền, âu lo. 2. Nhà cửa. Không chỉ tiền bạc, nhiều bậc cha mẹ thường có suy nghĩ sẽ để lại nhà cửa cho con cái. Tuy nhiên, điều này cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro, cần phải xem xét kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Người ta thường nói, tổ vàng hay tổ bạc không bằng tổ ấm của mình. Dù nó tồi tàn đến đâu, chỉ khi sống trong chính ngôi nhà của mình, bạn mới có thể cảm thấy tự do và thoải mái nhất. Do đó, ở những năm tháng của tuổi già, bạn không nên hào phóng giao cho các con tài sản này quá vội. Bởi có những trường hợp khi cha mẹ còn sống, làm thủ tục tặng cho nhà cho con,
song bỗng trở thành người đi ở nhờ con cái, nảy sinh rất nhiều điều bất tiện. Bên cạnh đó, việc giao nhà cửa lại cho con cái quá sớm cũng có thể là nguồn cơn khiến không ít trường hợp tình anh em trong nhà tan nát vì tranh giành tài sản của cha mẹ để lại. Nhiều người con vì lòng tham mà gây ra mâu thuẫn trong gia đình, họ bị vật chất chi phối rồi quên mất rằng những tranh chấp như thế không chỉ khiến tình thân bị sứt mẻ mà còn khiến thiên hạ chê cười. Nhiều người con khi bị cuốn vào vòng xoáy kim tiền, bị những tài sản hiện hữu cám dỗ, rồi quên mất giá trị tình thân. Do đó, nếu cha mẹ có tài sản hay nhà cửa, hãy cân nhắc nên để lo cho bản thân trước, còn lại bao nhiêu thì lập di chúc để lại cho con cháu. Hơn nữa, nếu có gia sản để lại cho thế hệ sau, bạn cũng nên tính toán kỹ lưỡng để tránh việc xảy ra tranh chấp trong nội bộ gia đình. Việc tiết lộ cho con cháu chuyện thừa kế quá sớm sẽ có những việc mà cha mẹ không lường trước được. Tóm lại, thay vì hào phóng cho con những loại tiền bạc, nhà của nêu trên, thứ tốt nhất cha mẹ để lại cho con cái chính là cách giáo dục tốt để chúng có thể tự học cách kiếm sống và cách làm người. Cha mẹ có tầm nhìn xa nên tiết kiệm của cải với con cháu và hào phóng để lại cho các con cái hai loại của cải khác là một trái tim biết ơn và thái độ sống tích cực, lạc quan. Điều này sẽ giúp con cái tích lũy sự thịnh vượng về sau, cũng là giúp bản thân có một tuổi già an nhàn, hạnh phúc. Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video của kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho quý khán giả. Từ đó, quý khán giả có thể đón lành, tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý khán giả vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.